Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ. Hôm nay là thứ Bảy, 20 tháng 5, ngày thứ 450, cuộc chiến Nga-NATO. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua. À, tuy nhiên thời gian gần đây thì chúng tôi cũng có lưu ý với quý vị trong một vài những cái bản tin là dường như đã có một số những thông tin liên quan tới... Những cái điều khoản, uh, điều kiện, đúng không ạ? Rồi những cái điều này điều nọ. Đấy, liên quan tới việc uh, một thỏa thuận hòa bình nhất định từ nhiều phía. Cho dù những thông tin như thế nào đi chăng nữa thì uh, ít nhất chúng ta cũng có thể thấy đấy là một cái ánh sáng, đúng không ạ? Cuối đường hầm về cái vấn đề hòa bình. Tôi tin chắc rằng uh, tới thời điểm này thì tuy các bên cũng chưa quá mặn nồng nhưng mà họ cũng rào trước đón sau cho một cái kế hoạch hòa bình ở một cái mức độ nhất định nào đó sau cuộc tổng phản công nếu có của Ukraine diễn ra trong thời gian tới. À, thông tin cụ thể chúng tôi cũng đã cập nhật với quý vị trong từng bản tin liên quan tới chính sự. À, chúng tôi sẽ cập nhật thêm. Tuy nhiên bây giờ chúng ta vẫn phải đối mặt với một cái thực tế là nó vẫn phải có những cuộc leo thang tới một cái đỉnh điểm đúng không ạ, rồi nó mới có thể diễn ra được các cái điều gì đó liên quan tới hòa bình bởi vì cứ quay trở lại mục đích của cuộc chiến tại sao nó bắt đầu thì chúng ta sẽ biết một điều là nó sẽ không bao giờ kết thúc một cách đơn giản chỉ vì người ta muốn hòa bình đúng không ạ Đấy, tất cả các bên như vậy nếu như một trong những cái tiêu đề quan trọng nhất trong cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay là gì thì ngoài những diễn biến trên chiến sự chúng tôi có thể nói một điều là đó chính là cái vòng đầu tư mới của các sát tăng mà thương vụ này nó là thương vụ F-16 đúng không ạ? đấy quý vị có thể thấy là rồi cuộc chiến như thế nào chăng nữa nhá thì uh, người Mỹ bắt buộc phải tung ra được các cái vũ khí mà họ có nhu cầu thương mại hóa cao ở trên chiến trường đó là Patriot đúng không ạ? đó là HIMARS và bây giờ cuối cùng là F-16 người Mỹ đang tồn kho rất nhiều những cái loại như vậy họ chắc chắn muốn phải đẩy đi đúng không ạ và những cái đó nó vẫn còn đang bán bán rất chạy mà và toàn bộ thế giới phương tây thì vẫn trông cậy vào vũ khí của người mỹ thôi cũng không lý do gì người mỹ nô dịch các cái nước phương tây để mà làm công không đúng không ạ họ phải bán họ phải nhồi vũ khí cho vào miệng các chính phủ đó thật căng bụng rồi thì nó mới đến cái hồi kết như vậy vòng đầu tư mới này của các sắc tăng chúng ta tạm gọi nó là vòng F16 đi. Trước nó là vòng Leopard, là Abram đúng không? Challenger thì vòng đấy bây giờ nó cũng chưa có một cái sự lợi nhuận hứa hẹn nhất định nào và dạ dường như là nó cần rót thêm vốn chứ nếu không thì thì là cái vòng đấy tôi cảm giác là bây giờ nó cũng ngắc ngoài rồi cho nên là mọi con mắt đổ dồn về F16 kiểu gì cuối cùng quý vị cũng thấy một điều là nó phải leo thang tới mức độ phi phi cơ đúng không ạ máy bay chiến đấu thì nó mới kết thúc được còn về tên lửa tầm xa hay tàu ngầm, tàu nghiếc vân vân chúng ta cũng chưa biết được. Nhưng mà ít nhất nó cũng phải lên tới mức F-16 đã. Đấy, còn F-35 thì chắc là cũng khó đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng không biết được một lần được với cái ông Mỹ này. Trong cuộc bình chọn diễn ra hai ngày trước đây thì trên kênh của chúng tôi đã đợt được 3.300 lượt bình chọn của quý vị khán giả. Một sự tham gia rất nhiệt tình, ủng hộ cho kênh. Trong đó phần lớn năm à, mươi mấy phần trăm chúng ta đều đồng ý với lại cái bình chọn là cứ phản công đi rồi sẽ tính Đấy. trước cái bối cảnh mà Ukraine bị tấn công à, bị thiệt hại rất khủng khiếp liên quan tới nguồn lực người và của trong cái hậu phương của họ sau những đòn tấn công tên lửa từ phía nga như vậy thì có thể nói kể cả truyền thông ở nước ngoài cũng như việt nam chúng ta đều muốn chờ đợi đúng không ạ chờ đợi một cái sự kiện lớn đấy là cuộc phản công của ukraine tuy nhiên bây giờ chúng ta cũng chưa biết nó như nào cả chưa cái gì rõ ràng cả đến thời điểm này và tất nhiên nó có thể xảy ra một cách bất ngờ quý vị nhé à, những ngày gần đây chúng tôi thấy ukraine cũng rất yên ắng đúng không ạ liên quan tới cuộc uh, những cái vụ tấn công của họ ở phía nam nó không dồn dập những ngày trước nữa À, đêm qua lại là một đêm tiếp, đêm thứ năm à, không có tên lửa của Nga tấn công vào lãnh thổ ukraine Nhưng ngược lại, à, họ ghi nhận rất nhiều cuộc tấn công bằng UAV, à, đặc biệt là cái loại GERAN của Nga vào đặc biệt là vùng Kiev. Đặc biệt là Kiev. Đấy, tất nhiên là có thêm cả những một số những cái vùng ở sát biên giới nữa. Nhưng mà có ghi nhận tới hàng chục, hàng hai chục vụ nổ ở Kiev. Đấy, và ít nhất có hàng chục vụ nổ lớn. Còn chính quyền Kiev thì vì họ đã cấm được hết tất cả những cái vấn đề truyền thông rồi cho nên họ nói rằng là tất cả UAV đã bị bắn hạ. Rồi, bây giờ những thông tin đấy nó không quan trọng nữa rồi, đúng không ạ? À, cuối post của thị trường Kiev thì bao giờ cũng nói rằng là tuy nhiên à, tất cả mọi thông tin liên quan tới video ảnh ước là tuyệt đối không được bấm, không được post. Đấy, còn chúng ta đã đánh hạ 100%. Tất nhiên là phim nó cũng có thể là nó hạn chế, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ không hoàn toàn hết hẳn, rồi sẽ có lộ ra những cái video về những vụ nổ đó. Về hệ thống tên lửa Patriot bị Dagger đánh chặn ấy, thì hiện nay có thêm một cái thông tin nhỏ nữa là bây giờ phía chính quyền Mỹ họ yêu cầu Ukraine nếu tiếp tục là các nước phương Tây sẽ gửi thêm Patriot cho Ukraine với một điều kiện Ukraine phải đảo đảo vị trí của những cái tên lửa Patriot đó để tránh cái việc mà tên lửa Kinzhan của Nga, nó có thể tìm ra và tăng cái tỷ lệ sát thương Đấy, như vậy thì nếu như theo truyền thông của phương Tây, họ nói rằng là Patriot hoàn toàn có thể đánh hạ được Kinzhan với mức độ 100% như thế, thì quý vị có thể xem là lý do gì mà họ phải đảo, đúng không ạ họ đảo vị trí để làm gì, trong khi tỷ lệ đánh chặn là 100% cơ mà tôi chỉ biết là sau cái vụ này thì cái cổ phiếu của hãng Raytheon, đúng không ạ, cũng đang gặp rất nhiều vấn đề Đấy, chưa có một dấu hiệu là cải thiện sau cái vụ này. Rồi, chúng ta đến với một số những thông tin liên quan đến hoạt động của Ukraine trước đi. ưu tiên uh, Ukraine này. Hôm trước thì quý vị thấy là hôm kìa, đúng không ạ? Một vụ uh, đánh bom vào đường dây ở đây. Lật uh, 5 cái toa tàu ở khu vực gần uh, bán đảo, ở uh, gần uh, quân cảng Sevastopol. Hôm qua thì Ukraine lại tấn công vào uh, một vụ phá hoại vào và bằng UAV và làm... Uh, làm làm hỏng một cái hệ thống đường dây của nga sau đó thì họ cũng chữa lại một cách rất nhanh chóng Đấy, và ngày hôm đêm hôm qua thì ukraine tấn công tên lửa vào uh, sân bay ở phía nam mariupol không biết là bằng tên lửa gì có nguồn tin thì là storm shadow có nguồn tin thì là HIMARS không gây ra thiệt hại về người còn lại các vấn đề về uh, về thiệt hại trên uh, mặt uh, trên chiến địa trên uh, trên hiện trường thì phía nga đang làm rõ thì ở đây chúng tôi chỉ có một cái kết luận là Ukraine bắt đầu nối lại các hoạt động tấn công từ xa, đúng không ạ, của họ vào những cái hậu phương của Nga. Đấy, và cái việc đấy nó cho thấy một điều rằng là hệ thống phòng không của Nga vẫn có rất nhiều lỗ hổng và Ukraine dường như một tuần im ắng họ đã tìm ra, đúng không ạ, họ tìm ra những vị trí mà có thể những cái khuyết lỗ khuyết của cái hàng phòng thủ hàng không của Nga cũng như những cái vị trí của những cái tọa độ này chúng tôi chưa biết là nó là dân sự hay quân sự Đấy, nhưng mà khả năng dân sự nó là rất cao bởi vì nó gần cái sân bay của Mariupol thì như vậy là rõ ràng một điều là họ đã tìm ra những điểm yếu và thứ hai nữa họ có thể nối lại một loạt các cái cuộc phá hoại cũng như đánh bom và đánh tên lửa như này rất có thể nó cũng là những cái điểm báo hiệu của những cái chiến dịch quân sự sắp tới của họ ở toàn bộ cái tuyến phía, phía nam những cái ngày gần đây có 2 3 vụ đã diễn ra mà một tuần trước đó thì đã im ắng. Đây là quang cảnh của cái vụ tấn công tên lửa vào Mariupol. Đấy, một vụ nổ cũng khá lớn đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó chìm ngay xuống, nó không bốc lên nữa. Có nghĩa rằng là nó chỉ phát nổ ở đầu đạn thôi, chứ nó không có những cái phát nổ tiếp theo về về vũ khí. Nếu như vũ khí thì chắc chắn là nó sẽ bùng nổ theo nhiều phát, đồng thời khói và lửa nó sẽ bốc lên nhiều đúng không ạ? Chúng ta quen với những cái vụ nổ đấy từ trước rồi. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đến với mặt trận à, Bắc Mút ở bên trong nội đô thành phố. Trước đúng không ạ? Tại chúng ta zoom về phía Bắc trước đi. Như vậy là phía Nga đã mở rộng các cái vùng kiểm soát và vùng xám của họ ra tới coi như là tới cái bờ sông rồi, đúng không ạ? Tới bờ sông của làng Komove. Ở phía dưới thì từ ngày hôm qua sau khi họ đã làm chủ cái hai cái ngã tư ở đây quan trọng ở đây thì bây giờ họ đã mở rộng toàn bộ trên tuyến của họ đến đây đấy con vùng xám nó cũng ra đến tận tít tới cái con đường ở đây nữa rồi có nghĩa rằng ukraine đã rút hoàn toàn khỏi khu vực ở phía trên này rồi đấy các bạn nhớ hôm qua ukraine vẫn còn ở đây nhá và chúng ta đã xem một cái video ukraine rút quân từ đây ra vào một khu nhà đây đúng không ạ và bị pháo của nga bắn ở khu vực này đấy tan cả cái nhà đấy bây giờ như vậy họ đã rút về toàn bộ cái khu ở cánh rừng này rồi Đấy, và ở phía dưới thì trận địa của họ vẫn có thể là giữ ở cái khu vực này. Đấy, phía Ukraine, hôm qua phía Nga lại tiếp tục tấn công từ trên xuống ở phía này. Chúng ta sẽ xem xem là trong những thời, thời gian tới thì Ukraine sẽ có quyết định gì về khu vực này. Bởi vì khu vực này chắc chắn họ sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào những diễn biến còn lại ở trong cái khu máy bay, đúng không ạ, ở phía Nam. Đấy, như vậy ở phía bắc thì quý vị có thể xem, nga cũng đã tiến thêm rất nhanh, đúng không? Từ trong ngày hôm qua chúng ta thấy là từ trong khu vực này, đấy, cho đến đây họ đã tiến thêm được cả một khoảng cực kỳ rộng lớn, thậm chí là còn lớn hơn cả cái khu vực Domino ở phía dưới, đấy và làm chủ toàn bộ trận địa ra sát tới cái cung đường ở đây. Như vậy toàn bộ cái cung đường ở phía bắc của Ukraine là không còn sử dụng được nữa rồi. Đấy, nếu mà nó là trận địa của Ukraine ở đây ấy thì họ chỉ còn có thể là giữ trận địa và rút lui về phía sau thôi, còn không thể vận chuyển quân à, hoặc là tiếp tế gì vào cho chiến tuyến toàn bộ ở khu phía bắc cũng như trong thành phố ở từ hướng bắc. Đấy, còn phía đường ở phía trên cũng hoàn toàn bị cắt rồi, không còn cái gì ở phía trên nữa. Cắt cho tới tận bờ sông và cạnh cái con đập này. Đấy. Ở phía dưới quý vị cũng có thể xem ở phía à, ngay sát à, bên phải của Domino đúng không ạ? Thì à, Phía Nga cũng đã tiến ra xa một đoạn này, đẩy Ukraine ra khỏi toàn bộ khu vực này. Đấy, vùng xám của họ bây giờ cũng đã tới tận con đường này rồi. Tận con đường này, như tôi đã vẽ tối hôm qua, đúng không ạ. Hôm qua là đến đây, thì bây giờ là toàn bộ lan ra cái vùng này. Thực ra đây là cái vùng mà đồng không mông quạnh, cũng không có khả năng để mà trụ lại ở khu vực này. Và phía Nga đã kiểm soát, tít ra toàn bộ cái, uh, quý vị có thể xem nhé, toàn bộ các cái dãy nhà coi như toàn bộ các cái khu đô thị cũng như là khu ngoại vi đô thị đúng không ạ đã toàn bộ bị nga chiếm hết rồi Đấy, chỉ còn tới phía dưới phía dưới của cái khu vực uh, máy bay nữa thôi Đấy, và trận địa sẽ được quyết định ở cái khu phía dưới còn phía trên thì chúng ta thấy là ukraine đã rút toàn bộ lại ở cái tuyến rừng và ở cái cung đường ở đây. đây chúng ta đến phía dưới thì phía dưới uh, chúng ta có thể xem này là điều quan trọng nhất trong diễn biến ngày hôm qua, tối ngày hôm qua như chúng tôi uh, đưa tin đúng không ạ? Hôm qua chúng tôi đưa tin là quân nga đang tấn công vào tòa nhà này và tòa nhà này, Đấy, bưu điện, trường học, siêu thị. Đấy, và ngày hôm qua thì họ chiếm được hai tòa nhà cao tầng gần như là lớn nhất ở khu vực này. Đấy, đây là một trong những diễn biến quan trọng bởi vì khi họ đã vào được tòa nhà cao tầng ấy. Thì họ sẽ thiết lập được các cái điểm bắn, kiểm soát hỏa lực, đúng không ạ? Ra tới các khu vực, khung quanh, khu vực xung quanh mà Ukraine còn làm chủ. Đấy, và chắc chắn đây sẽ là một cái diễn biến mà nếu như Ukraine không có những cái... Nói chung là không có kế hoạch tiếp theo, đúng không? Thì nó là một cái diễn biến sẽ dẫn tới sự sụp đổ cuối cùng đối với lại toàn trận địa của Ukraine trong Bắc Mút. Đấy, nếu như mà không có cái tình huống, nó nó có thể diễn biến ra bất ngờ. Còn bây giờ thì... À, quý vị cũng có thể thấy có những thông tin thêm như này Ukraine tiếp tục đổ quân vào Họ tập trung quân ở khu vực uh, phía thông tin là phía bắc của uh, khu vực máy bay Phía tây của khu vực máy bay Như vậy là gì? Quân của họ bắt đầu tập trung trở lại Đấy, từ hướng bắc trở về đây Khu vực này Và từ hướng nam Ivaneska Thậm chí là từ hướng của cái làng Chichitka Đổ về khu vực này Để giữ bằng được cái khu này Đấy, tử thủ khu này không biết là những ý đồ của nó họ tiếp theo sẽ là gì đúng không ạ quý vị quý vị thử đoán xem chúng tôi không tưởng tượng được là Ukraine sẽ làm gì ở khu vực này Đấy, nhưng đến thời điểm này chúng ta có thể thấy là à, phía Wagner thông báo là họ đang tiến rất mạnh về cái hướng còn lại của uh, Ukraine ở khu tượng đài Mick 17 từ nhiều hướng Đấy, và dự tính là trong ngày hôm nay họ sẽ tiến hành dọn dẹp khu vực này À, đấy là một cái quyết tâm của Wagner. Còn phía Ukraine thì chúng tôi vừa nói họ tụ tập đủ các loại tàn quân rồi tập trung uh, những đội quân uh, mới tinh nhuệ để mà quay trở lại khu vực này chiến đấu với nga và đã có những cái video của binh lính họ post lên như những lời uh, chăn chối cuối cùng. Đấy, quý vị có thể xem đúng không? Đó là những cái dấu hiệu mà mà cũng không hiểu thực sự cũng không hiểu nổi tại sao lại phải chăn chối. À, tại sao lại phải dồn trở lại để mà giữ lại 0,05% của thành phố và gần như cũng ví dụ như là giữ để cho quân rút đi thì thôi nó còn là một cái ý nghĩa đúng không ạ đấy chứ còn bây giờ quân trong thành phố thì chẳng còn nữa rồi họ cũng rút ra toàn bộ cánh rừng này rồi họ cũng bị toàn bộ cái đường chặn ở đây hết rồi thì họ không thể nào mà họ Uh, chạy bằng cái đường con đường này nữa. Đây là con đường duy nhất có thể vào thành phố, đúng không ạ? Và thành phố bây giờ nói là thành phố nhưng thực ra nó chỉ còn làm một cái đầu cầu nữa thôi. Đấy, cho nên cái câu chuyện là bảo vệ cho cánh thì nó nó không còn ý nghĩa nữa. Nó chỉ còn mỗi ý nghĩa một điều rằng là có một cái kế hoạch lớn nào đó, đúng không ạ? Lớn hơn nào đó. Đấy, thì cái việc đấy cũng cũng rất là khó. Bây giờ với những diễn biến ngày hôm qua, đêm hôm qua đến nay thì Ukraine cũng không đại khái là không tạo được những cái đột phá hoặc là một cái gì đấy ấn tượng ở hai cánh cho nên là đến thời điểm này tâm trạng của ông Zelensky như thế đối với lại ông tư lệnh Syria cũng rất khó đúng không ạ cũng đang khó ăn khó ở với nhau như vậy thì rõ ràng là những cái động thái của Ukraine tập trung tử thủ ở đây nó chỉ nói lên một điều là gì đấy là cái 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 mình có thể nói là phẩm chất đúng không ạ hoặc là mình nói thói quen hay là mình nói cái cách đánh của họ là họ sẽ không bao giờ chủ động để nhường bất cứ một cái mảnh đất quan trọng nào đấy đấy là một trong những cái mà cái cá tính của cái uh, những cái đội quân của Ukraine chúng ta có thể thấy. Hay nói đúng hơn là gì, họ không biết rút lui, đúng không? Họ không biết rút lui nếu nói một cách chính xác như thế. Còn tất nhiên là căm thù uh, kẻ thù rồi là uh, chiến đấu anh dũng vân vân tất cả nó đều quan trọng. Tuy nhiên là nó phải quan trọng nhất đấy nó phải hợp với hoàn cảnh. Đúng không ạ? Nó phải hợp với hoàn cảnh, nó phải hợp thời gian, hợp bối cảnh. Chứ còn nếu như mà mình cứ chiến đấu chống lại sức voi thì có thể là anh dũng thật đấy nhưng mà nó không mang lại một cái lợi ích gì cả đúng không ạ? Đấy, chúng ta hãy xem xem là cho đến thời điểm này thì không thấy gì sáng ở phía Ukraine cả. Chúng lại lại phải chờ thôi. Bởi vì đến thời điểm này mới có 24 giờ nha quý vị nhé. Chúng ta chờ thêm 24 giờ nữa thì mới có thể ngã ngũ được đúng không ạ? Và ngày mai chắc chắn sẽ có tin ngã ngũ về bác mút ở theo một hướng nào đó phát triển tích cực cho phía nga hoặc phía ukraine. Đấy, còn thông báo mà giải phóng bắc mút ấy, thì tôi nghĩ chắc là phải cả tuần nữa bởi vì là đấy là cái tính của ông Rigozin cũng như là ông putin à, khi mà họ nói điều gì ấy, họ phải rất chắc chắn họ mới nói đúng không ạ. Cái việc liên quan đến mariupol năm ngoái quý vị đã biết rồi, kể cả solida cũng vậy. Trên mạng thì họ thường đưa tới những quyết định sớm nhưng mà à, ở bên ngoài thì các nhà chính trị đúng không ạ, các cái tướng lĩnh họ đều rất thận trọng, đặc biệt là phía nga bởi vì người như ông Putin ấy, ông ấy rất sợ là bị mất mặt. Đấy, cái điểm của ông Putin tôi theo dõi ông là ông rất sợ bị hớ và mất mặt cho nên là những hành động của ông rất là thận trọng. Như vậy là bối cảnh của nó trong toàn bộ ngày hôm qua như vậy, cộng với những diễn biến như vậy, cộng với lại thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày hôm qua là ngày thiệt hại của Nga ở mức kỷ lục nhưng mà mức kỷ lục thấp kể từ đầu năm thế này. Đấy, chỉ tổng cộng trên toàn tuyến trừ trong bác mút ra bởi vì bác mút là một bí mật thì họ thiệt hại có 370 binh sĩ thôi và vẫn vẫn nhiều phương tiện cơ giới bọc tép vân vân cho thấy một điều là giao tranh ở trên mặt đất càng ngày càng giới hạn đúng không ạ với việc là Nga đã À, gần như là, là ở hai cánh cũng như trong nội đô là chúng ta không thấy những giao, giao tranh khốc liệt ở trên mặt đất nữa. Điều đấy có cho thấy là cái uh, binh lính số lượng binh lính thiệt mạng giảm. Tuy nhiên thì những hoạt động chiến thuật tấn công từ xa vẫn quyết liệt và Ukraine vẫn thiệt hại rất nhiều về phương tiện, trong đó có cả xe tăng và các cái phương tiện bọc thép. À, còn lại chúng ta chốt lại một vài vấn đề để quý vị nắm được tình hình. Thứ nhất, Ukraine đổ quân vào tử thủ Đấy. Thứ hai họ không thể rút được từ những cái điểm bên trong ra nữa. Đấy. Đến thời điểm này đúng không ạ? Nga đã án ngữ toàn bộ hai cánh của con đường rồi. Chỉ còn lại có thể rút theo những cánh rừng như này thôi. Còn theo những đồng này là rất khó. Đấy và chắc chắn một điều là quý vị có thể thấy hiện nay trong các cánh quân này số lượng binh đoàn quốc tế cũng như những tổ chức mà cực đoan của cái nào đây rất nhiều cho nên Nga chắc chắn sẽ không tha thứ. Họ sẽ không cho rút lui đúng không ạ? Tôi không biết họ có cho đầu hàng hay không nhưng chắc chắn họ sẽ không tha. Đấy là một cái việc chắc chắn còn về vấn đề là thu hút quân trở lại để tiêu hao, tôi nghĩ nga cũng không cũng không có cái ý định để dây dưa lâu, đúng không ạ? phải đúng là nói một điều là nhà bao việc, cho nên họ cũng sẽ không dây dưa lần này nữa rồi. phía ukraine thì bây giờ sau khi mà nga tấn công từ ngày hôm qua, họ đã rút quân từ ba phía chúng tôi vừa nói rồi, lên phía bắc kromove, phía nam kromove, phía tây kromove và về phía cái tượng đài mik như này. Còn phía hôm qua, trước khi cuộc tấn công vào những cái khu vực cuối cùng mà chúng ta chưa biết thông tin đến tận sáng hôm nay đấy, thì phía Wagner họ đã nói là chúng tôi chuẩn bị đầy đủ pháo, phiếc, các thứ để cho một cuộc tấn công cuối cùng vào khu vực tự thủ của Ukraine. Đấy, và đề nghị quý vị hãy chờ xem. Như vậy trong nội đô thành phố Ukraine chỉ còn sở hữu 0,5% km vuông. Thông tin từ phía Ukraine thì ở mức cao, họ đã nói rằng là chiến dịch Bác mút của họ đã hoàn toàn loại trừ được nguy cơ quân nga bao vây cánh các cánh quân quan trọng của Ukraine trong thành phố và ngoài rìa thành phố. Đấy là một trong những chiến thắng. Thứ hai là khiến cho quân nga mất tập trung ở những cái chiến trường quan trọng khác và tập trung toàn bộ cái nguồn lực của họ ở đây, khiến cho họ không thể triển khai được những cái kế hoạch như dự định như tôi được biết ấy thì Nga chả có dự định gì cả, đúng không ạ? Họ chỉ có mỗi dự định là tiêu hao quân của ukraine thôi. Đấy và thậm chí là bây giờ tôi thấy là cũng không phải là ông Wagner xong cái việc này là ông đánh tiếp các trận khác đâu, mà họ sẽ để cho quân chủ lực của Nga giữ trận địa bao vây các cây gọng kìm tạo thành hình sẵn phễu đi, sau đó họ đi tới bán đảo Crimea hoặc là Rostov đúng không ạ? Hoặc là ra vùng Viễn Đông nghỉ mát 3 tháng quay trở lại tấn công đột kích tiếp vào những tiếp theo tôi thấy nga không việc gì phải vội cả cho nên là phía viện nghiên cứu chiến tranh họ nói rằng là, là là làm nga tan vỡ các kế hoạch quan trọng tôi chưa thấy kế hoạch gì người đứng đầu khu vực đốt nhét của nga ông nói rằng là các cuộc tấn công của ukraine ở hai bên sườn tiếp tục làm phức tạp thêm tình hình tuy nhiên không thay đổi gì tới chiến dịch trong bắc mút và chúng tôi đang làm hết tất cả mọi biện pháp để mà chấm dứt những cái vụ làm phức tạp thêm tình hình này Chúng ta tham khảo có một bài của phía Ukraine thôi. Hôm nay không có nhiều lắm. Phía Ukraine họ nói rằng là à, dường như trên Internet mọi người lại phát điên lên vì những lời lẽ à, à, nhố nhăng. Đấy, những lời lẽ nhố nhăng có nghĩa rằng mấy hôm trước thì kỳ vọng rất nhiều vào chiến thắng nhưng mà mấy hôm nay thì cũng trầm xuống rồi và lại bắt đầu buông những lời lẽ xúc phạm quân đội hay là cái gì đấy. Đúng không? Lại chê bài. Đây là phía Ukraine nhá. À, cung đường vào tới Bác Mút À, từ phía Ivanetska thì bây giờ đã an toàn. Đấy, tuy nhiên quân chúng ta chỉ còn sở hữu một khu vực rất nhỏ ở gần Ivanetska. À, chúng ta đã đả thông con đường tới Ivanetska dẫn vào khu tượng đài Mích. Tuy nhiên thì toàn bộ con đường này đang chịu pháo kích dữ dội và bom của nga. Cung đường sinh tử ở phía trên thì hoàn toàn đã bị khóa, cũng như con đường 506 cũng bị ảnh hưởng nặng và không còn sử dụng được nữa. Như vậy. Ở trong thành Bắc Mút Thì bây giờ nó là một cái địa ngục Đấy à, Việc duy trì kiểm soát toàn bộ Khu vực uh, phía Tây của thành phố Gần như là rất khó khăn Chấm dứt, chim sẻ Kết thúc gọi đại bàng Như vậy rõ ràng một điều là Anh này anh ấy nói là tình hình trong thành phố Rất khó khăn Nhưng phải thú thực với quý vị rằng khó khăn cái gì nữa Đúng không ạ, chỉ còn lại một tí như thế này thôi Còn cái gì 0,05% mà đặc biệt là ở cái tình thế như này như tụ, hôm qua chúng tôi đã nói rồi. Ở cái thế như này mà thì rất khó đúng không ạ? Rất khó bởi vì nó co cụm như này pháo của Nga họ tập trung như thế rồi bom đạn của họ tập trung như thế thì chả có sức đâu để giữ cả. Quý vị có thể thấy như này nhá Nếu chúng ta một cách sáng dậy chúng ta minh mẫn chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy là cả cái khu vực pháo đài cuối cùng của Nga ở à, của Ukraine vừa mất đấy đúng không ạ? Nó kiên cố như nào? Nó cực kỳ kiên cố. Đấy thế mà cuối cùng là chúng tôi cảm nhận là nga sẽ phải mất rất nhiều thời gian và rất nhiều những hy sinh này nọ vân vân kể cả về mặt chính trị nữa đúng không ạ nhưng mà cuối cùng cả ba khu đấy nó sụp đổ chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn đúng không ạ thế thì bây giờ một cái khu này nó chả có cái gì để căn cứ vào thì làm sao mà có thể kháng cự được đúng không trừ khi là tất cả những gì mà lôi kéo chúng ta đến đây nó là một cái chiến dịch thông tin sai lệch của người nga nhưng mà những cái thông tin này nó là trung lập cho nên cũng cả chả có gì để mà sai lệch cả Đấy, các bạn thân Ukraine cũng hiểu nhá. Đây là những cái nó trung lập. Cho nên là nếu các bạn còn tin vào chiến thắng của Ukraine trong bác mút ấy, thì các bạn cũng có thể đọc cái lời của cái bạn phóng viên, đúng không ạ? Bạn ấy nói là khó, nhưng không phải là khó nữa. Thực tế nó là địa ngục. Thực tế có thể nói là mất rồi quý vị ạ. Đúng không? Còn lấn ná còn lại ấy, nó chỉ là giải quyết một cái vấn đề gì đó thôi mà chúng tôi cũng như là một vài những thần đồng nào khác ấy, không thể đoán được. Không thể đoán được là tại sao Ukraine làm như thế. Đúng không ạ? đấy chúng ta có thể suy đoán là thứ nhất là à, giải vây để rút quân ra nhưng mà thực tế bây giờ quân đã rút hết rồi còn một số mắc kẹt ở kia thì cũng đâu ra được đâu đúng không ạ rồi là thứ hai giải vây thành phố như này thì không có một tiến bộ lớn ở hai cánh cũng không thể giải vây thành phố đúng không ạ rồi là cầm chân để tổ chức tổng phản công ở khắp nơi thôi thì được cũng có thể đấy là một cái lý do nhưng mà cái đấy cũng rất là yếu rồi đúng không ạ còn lại nó chỉ mang tính chất danh dự sĩ diện thôi đấy cái đấy là cái mà tôi thấy nó nó còn có tí thôi đúng không ạ chứ còn không còn một cái gì để để nói ở đây một người có lý trí không thể nào không rút được. Đấy, còn nếu họ mà có lý trí thì tôi chúng tôi cũng đến mức độ chúng tôi mất lý trí rồi. Đây, còn một tí như vậy nhưng mà quý vị xem này. Hôm qua lại là nhiệt nhôm rồi nhiệt ma nhê, nhiệt gì đó rót vào toàn bộ khu cả khu đấy lẫn cái khu phía ngoài đồng ấy. Đấy, cánh rừng ấy, các bạn xem. Đấy. Có một tí như vậy mà ăn đạn như vậy thì làm sao mà tồn tại được đúng không? Mà bây giờ nó không còn tòa nhà cao tầng nữa nhá, không còn hầm để trú nữa thì tôi hỏi là bây giờ giải cái loại này xuống thì quân nó chỉ ở mấy cái khu nhà cấp 4 với lại cái rừng ấy đúng không? Chắc chắn là bị bị thiệt hại rất lớn chứ không phải không. Đấy, sáng ra bình minh chưa ló dạng thì pháo đã pháo kích hàng loạt của Wagner đã tấn công vào hàng loạt cái cung đường nằm dọc theo cái cánh rừng chiến tuyến phía trên như thế này mà không có cái gì che chắn cũng mệt đấy, đúng không ạ? Pháo rất gần rồi. Khó, nói chung là khó rồi. Rất khó rồi, địa ngục rồi, đúng từ đấy Đấy cảnh ở những cái khu gần cái tượng đài máy bay đấy, giao tranh tàn hoang hết. Đổ nát hết rồi, không còn gì. Thôi rút thôi, đúng không ạ? Đây là còn mấy cái tòa nhà này, còn mấy tòa nhà cao tầng còn lại đấy, chắc là của phía Ukraine sở hữu đấy. Đây, hôm qua là nằm sâu ở trong cái phía Konstantinivka. Sâu trong nữa hậu phương ấy, Ukraine lại mất thêm một cái kho đạn rất lớn. Mà người dân địa phương họ nói rằng là nó nổ và nó cháy cả ngày, 24 giờ. Đấy, như thế thì đúng là cũng không còn đạn điếc để bắn nhau ở nữa rồi, đúng không ạ? Đấy, một kho này thì chắc chắn là rất lớn. Đây là nhìn từ rất xa. Và có người nói là cách xa 70 km đối với lại bắc mút nhưng mà vẫn có những dấu hiệu người ta nhìn thấy nổ nữa, các thứ vân vân đại khái là những cái thông tin như thế thì không biết thật hay không nhưng nó cho thấy một thấy là một cái quy mô đúng không ạ quy mô của vụ nổ và nó kéo dài cả ngày rồi ok bây giờ chúng ta sẽ chốt lại trong thành phố toàn bộ những diễn biến trong vòng ngày hôm buổi tối ngày hôm qua đúng không ạ ukraine đã rút về từ toàn bộ các cái À, mặt trận của họ ở phía trên về cái cung đường ở phía dưới và rút về cái khu vực à, máy bay ở đây và cố thủ ở khu vực này trận địa của Kena vẫn duy trì được ở dọc cái cung đường này đấy nếu như mà chỉ cần hôm nay nữa xem là hai cánh của họ có bị bung nữa không thôi nếu mà bị bung thì họ sẽ buộc phải rút về tuyến sau ở Ivaneska hoặc thậm chí là sâu hơn đúng không ạ đấy còn ở phía trên thì họ cũng đã rút về cái cánh phía trên ở à, Komove và như vậy là À, sắp tới nga sẽ tổ chức phản công ở lại ở cả hai hướng 1V cũng như hướng phía dưới của cái khu vực máy bay ở khu vực này. trong nội đô thì uh, phía nga tiếp tục tiến được rất nhiều uh, các cái khoảng uh, khu rìa của khu uh, đô thị đúng không ạ? mình gọi là cái ngoại vi của đô thị đi. rất nhiều những khu gần như những khu lớn nhất rồi cả hai khu lớn nhất uh, và cái khu ở giữa cũng rơi vào tay nga hết rồi. Đấy, và chốt lại thì bây giờ ukraine chỉ còn lại ở cái khu À, mố cầu ở phía dưới thôi và một số tòa nhà đặc biệt hai tòa nhà cao tầng nhất thì cũng đã rơi vào tay nga à, và như vậy là cái quý vị cũng có thể đếm giờ rồi đúng không ạ từ thời điểm này quý vị có thể hoàn toàn là an toàn để đếm giờ rồi nếu như không có những diễn biến gì xảy ra tiếp theo đấy là những thông tin trong thành phố còn ở ngoài cánh phía nam thì phía uh, ukraine vẫn đẩy nga thêm được một đoạn Đây, đại khái là cũng không đáng kể và họ nga vẫn duy trì được uh, chiến hào cộng với cao điểm của họ so với ngày hôm qua thì phía Ukraine chỉ đẩy thêm được một chút thôi không nhiều lắm Đấy, ở khu vực này và Ukraine đã tấn công vượt qua sông ở đây tuy nhiên sau đó đã bị pháo kích của Nga à, vùi dập ở khu vực này và toàn bộ canh quân này của họ đã phải rút về và bị thiệt hại rất nhiều ở khu vực này Đấy, còn phía trên Nga vẫn giữ duy trì được cái hàng phòng thủ ở đây nếu chúng ta nhìn thấy trận địa ở đây bây giờ nó bắt đầu giống ở trên phía Bắc đấy đúng không ạ nó có một cái phễu ở khu vực này rồi đây cái khu vực phễu này Nga vẫn bảo vệ được sườn như vậy là rõ ràng là gì? Ý đồ của nga là muốn hút ukraine vào phễu, đúng không ạ? Hút vào phễu, Đấy, và toàn bộ khu vực này cao điểm rừng dẫn giữ được à, cánh rừng bảo vệ cái cung đường tiếp tế đường sắt vân vân vào thành phố vẫn giữ được Đấy, như vậy nga vẫn làm chủ được cái trận địa ở phía dưới và cái sức tiến của ukraine đó đã bị chậm lại gần như là không đáng kể Đấy, mặc dù họ vẫn tấn công những cuộc tấn công đều đều nhỏ nhỏ thì chúng ta sẽ phải chờ thêm 24 giờ nữa nhé quý vị nhé bởi vì Ukraine thường có thói quen là họ sẽ quay trở lại trong vòng 48 tiếng đúng không ạ đấy và họ đang im ắng như này thì có thể rất chuyện rất rất, rất có thể là họ đang à, phục đang đang chuẩn bị cho cái việc đó còn các cánh ở phía bắc thì gần như không có thay đổi gì mặc dù Ukraine vẫn tiếp tục gây sức ép cho nga ở phía bắc à, phía tây bắc và phía bắc và phía tây đây các mũi tấn công của họ vẫn tổ chức các cuộc tấn công hàng ngày. Ở phía trên thì quý vị có thể thấy là nó có một chút thay đổi, Nga buộc phải lui chiến tuyến một tí, nhưng mà cũng đại khái nó cũng không có gì đáng để nói cả, đúng không ạ? Nó không có cái gì nó mang tính chất uh, chiến thuật cả. Nó thuần túy nó chỉ là rút trên chiến địa mà thôi. Đấy. Và gần như phía trên này cũng là không đều, phía dưới Nam cũng là không đều, còn trong thành phố thì là một không nhưng về phía Nga, khu vực này thì Ukraine đã kết thúc cái cuộc tấn công của họ đến thời điểm này. Không biết là trong những giờ tới họ sẽ làm gì. Chúng ta sẽ phải chờ xem 24 giờ tới thì mới gần như là ngã ngũ được một cái chiến dịch. Đúng không ạ? Rất lớn từ trước đến nay. Đấy, rất lớn cả khi chúng ta gặp nhau là hai tháng rồi. Nhưng trước đấy thì đã diễn ra hàng rất nhiều tháng. 5, 6, 7 tháng đã diễn ra ở một cái chiến dịch này. Và chúng ta chỉ còn kiên nhẫn thêm 24 giờ tới nữa thôi. Để biết là nó sẽ phát triển theo hướng nào. Một là nó sẽ sụp. Đấy, sụp thì nó chiến kết thúc chiến dịch. Còn hai nữa nó sẽ có thể leo thang theo một cách nào đó mà bây giờ Ukraine họ đang chuẩn bị, chúng ta cũng chưa biết được. Mà nếu như những thông tin hôm qua của chúng tôi cung cấp cho quý vị về việc là ông Zelensky ông đang bức xúc về kế hoạch của ông Syrsky để giải vây Bắc Mút đấy, đến thời điểm này ấy, mà là thật, bởi vì đấy là thông tin họ lan truyền ở nội bộ mà. Nếu mà thành thật ấy, thì thực tế là có thể nói chiến dịch này đã chiến dịch đắp chiếu, đúng không ạ? Đã đắp chiếu rồi. Bởi vì là sang thứ hai tuần sau lại mưa mà mưa thì Ukraine không có xe tăng thiết giáp thì như quý vị thấy ấy, họ không sẽ lại không làm được cái gì cả đúng không ạ không có xe tăng thiết giáp thì thực tế Ukraine không tiến thêm được cái gì cả tất cả những cái mũi nắm đấm của họ đều phụ thuộc vào ít nhiều xe tăng đấy có cái mũi mà nó tới 40 cái xe tăng như hôm trước ấy. quý vị có thể thấy là họ phụ thuộc rất nhiều vào và chỉ có bù đắp bằng cái sự khiếm khuyết của uh, trình độ quân sĩ đúng không ạ rồi là những thiếu hụt khác bằng việc là là lạm dụng xe tăng mà thôi, lạm dụng xe tăng và thiết, thiết, giáp mà thôi. Cũng như phía Nga họ cũng lạm dụng cái vấn đề pháo, đúng không ạ? Đấy là cái nó đã xảy ra đối với hai bên. Ở hai mặt trận, ơ, toàn bộ mặt trận Soleda, Soleda là phía bắc của Bắc Mút này. À, trong Bắc Mút và phía dưới này, chúng, chúng tôi tạm gọi nó là Soleda nhé. Xung quanh Soleda đi, để cho nó dễ, đúng không ạ? Thì uh, những ngày vừa qua, Ukraine mất khá nhiều sĩ quan chỉ huy đấy. Ngày nào tôi cũng thấy đăng tin là có cái cấp tá họ thiệt mạng các cái sĩ quan chỉ huy từ cấp lữ đoàn, cấp lữ đoàn là phải đại tá rồi. Nhưng mà kể cả cấp tiểu đoàn của Kenya tôi cũng thấy là có đại tá. Như vậy là cảm giác như cái cấp trung tá, đại tá của Kenya nó quá nhiều, đúng không ạ? À, cấp uh, tiểu đoàn mà cũng lên tới đại tá chỉ huy thì như vậy là hơi thừa đại tá rồi. Bây giờ chúng ta đến với lại thông tin liên quan ông Zaluni nhé quý vị nhé. Rất nhiều quý vị vẫn uh, yêu cầu thông tin về ông đấy, thì uh, Hôm qua trên mạng xuất hiện hai cái ảnh của ông ấy ở trong một cái bể bơi. Tôi cho quý vị xem nhé. Đây, nhiều người nói rằng họ chụp được cái bức ảnh của ông ở đang bơi ở đảo Ship. Đấy, cái bức ảnh như này. Tôi trông thì nó nếu như mà đúng ấy thì các bạn có thể thấy một cái nước ảnh như này ấy, thì nó sẽ diễn ra cách đây hàng năm rồi. Đúng không ạ? Đấy là thuần túy trên nước ảnh thôi nhé quý vị nhé. Chứ còn mình không bàn thêm được cái gì cả. Trên nước ảnh như này bởi vì chụp thì chúng ta chúng ta thường là chụp bằng iPhone rồi những cái thiết bị hiện đại ấy. thì quý vị thấy là nước thì nó không đẹp đúng không ạ nhưng mà nó sẽ không bị nó không bị mờ như cái này nó không bị mờ và nó bị cũ kiểu như là vintage như cái này còn cái loại này là nó làm cái loại máy ảnh từ trước rồi đúng không ạ nó chụp trông nó không được nét và cái ảnh của nó nó là cái thước ảnh kiểu ngày xưa còn cái ảnh thời nay thì nó không kiểu nó không lòe loẹt như thế này nhưng mà nó lại rất nét thì cái đa, thông tin đáng chú ý của ông này ấy, thì về cái ảnh đấy thì tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà hôm qua khi ông Rigozin ông được hỏi là ý kiến của ông về việc mất tích, sự mất tích của ông Zaluni trong thời gian gần đây như nào. Thì ông nói như này. Thứ nhất là có hai sự kiện. Ngày thứ nhất là ngày mùng 2 tháng 5 là sau khi mà chúng tôi nắm được thông tin ông ấy tới gần mặt trận, chúng tôi đã đánh bom. Đấy và chúng tôi đã bắn pháo nhưng, tuy nhiên chúng tôi không xác định được là cái việc đấy nó có kết quả hay không. Sau đó, sau đó thì ngày mùng 10, đấy, chúng tôi lại nắm được vị trí của ông ấy và chúng tôi lại tấn công tên lửa. Đấy và kể từ thời điểm đấy thì uh, cho đến thời điểm nay là đã hơn 2 tuần rồi, không thấy ông uh, ông Jan xuất hiện trên thực tế trên báo chí đúng không ạ? Còn tính từ thời điểm ngày mùng 2 thì có nghĩa là nó đã là bao nhiêu? Nó đã hơn nó nó là 10 uh, 18 ngày rồi. Đấy, gần 3 tuần rồi. Thì cái thông tin kiểu như này của ông Rigozin mà, thì nó thường mang tính chất là là, là cà khịa, đúng không ạ? Thông tin kiểu này của ông ấy là cà khịa, chứ ông ít khi ông quan tâm đến thông tin kiểu này lắm. Nhưng mà những thông tin liên quan tới cái việc những việc pháo kích đấy thì chúng tôi cũng đã nói với quý vị rồi, đúng không ạ? Rất có thể là nó cũng không phải là một tin đồn nữa đâu. Rất có thể nó trở thành hiện thực. À, bởi vì đối với phía người khác thì tôi không nói ví dụ như đối với nga nhé soi u rồi là putin có thể các ông ấy không không quan tâm cái việc là không phải xuất hiện ra đâu đúng không ạ nhưng trong tình huống như này chúng ta có thể thấy là đối với lại ukraine thì việc mất tích của tổng tham mưu trưởng ấy mà không có lý do gì ông phải mất tích mà đúng không ạ thì chắc chắn nó sẽ có liên quan tới những âm mưu nhất định nào đó đúng không ạ một là âm mưu liên quan đến đảo chính ông có thể bị bắt hai là âm mưu ông ấy có thể bị thương đúng không hoặc là thậm chí ông ấy có thể bị thiệt mạng cái việc đấy nó hoàn toàn xảy ra còn ukraine không có lý do gì để giấu mà đúng không ukraine không có một cái lý do nào quý vị cứ để ý mà xem trừ khi họ phải thực sự là những người rất kiên nhẫn rất là bình thản rất thư giãn và không có việc gì để làm thì họ mới phải như thế còn bây giờ họ đang rất là ở một cái trạng thái căng thẳng đúng không ạ phải sống dưới ánh mắt của người đời rất nhiều rồi phải giấu trong tay áo thể hiện nhiều thứ đúng không ạ các quân bài là phải dập dòm này nọ vân vân thì như vậy rõ ràng là cái việc mà giấu nhẹm đi thông tin về tổng tham mưu trưởng người lãnh đạo quân đội là một cái thông tin hoàn toàn bất lợi đúng không ạ cho cả quân đội của họ và binh lính của họ uh, của cho cho dân chúng của họ Đấy, và dân chúng bây giờ thì cũng nói là đề nghị phong ống làm anh hùng dân tộc Đúng không? Đấy, tất cả những đấy quý vị chấp nối vào rất có thể đấy là một cái vấn đề lớn thật đấy, đúng không? Đấy, lớn thật bởi vì rõ ràng là ông này ông có uy tín mà không biết ông có giỏi hay không. Nhưng NATO nói là ông ấy là một cái người tướng lĩnh đương thời, có thể vĩ đại nhất. Đấy, đương thời. Và ông có khả năng làm tổng thư ký của NATO. Đấy, rồi là phía Ukraine thì cũng quân đội là, trong giới quân đội là ông ấy rất có uy tín. Ít nhất là tôi chỉ thấy ông ấy treo ảnh của Bandera trong phòng thôi tội không có ý kiến gì về ông ấy rõ ràng tôi thấy là ông ấy có uy tín đối với quân đội là một người đứng đầu quân đội có uy tín thì dĩ nhiên đấy là việc là việc tốt đã đúng không ạ còn chúng ta không biết nội tình như nào à, còn đương nhiên bối cảnh là ông ấy là một đối thủ chính trị rất đáng gờm đối với ông Zelensky cho nên mọi việc suy đoán rất có thể là có thể xảy ra rất nhiều kịch bản chúng ta đến với những thông tin từ các mặt trận khác xem còn hay không à, ở phía Kupian tới Liman Ukraine thiệt hại 150 người, bằng đúng ở phần Zaporizhia và Vuleda và Kherson cộng lại cả hai bên. Như vậy là các cái hoạt động liên quan tới pháo kích, đúng ạ, chiến thuật tìm diệt vẫn diễn ra khốc liệt. Đấy là một cái tỷ lệ có thể nói là trung bình so với hàng ngày. Đấy, như vậy vẫn diễn ra khốc liệt ở toàn bộ chiến tuyến ở phía trên và phía dưới. Đấy, giống nhau như mọi ngày, không có gì thay đổi trong những ngày qua. Rất đáng ngờ, đúng ạ, Vuleida nằm im thiên thiết như là thịt nấu đông Đấy, rồi là Marinka thì Nga vẫn tiếp tục oanh tạc và bắn phá vào thành phố Marinka Ukraine vẫn giữ lại những tòa nhà gần như là chỉ còn móng thôi, không hiểu để làm gì đây quý vị có thể xem này đây là một cuộc tấn công và pháo kích của xe tăng Nga này và Marinka, các bạn thấy xem nó còn cái gì nữa đâu đúng không? Đấy, nhưng mà Ukraine bảo là vẫn điều quân vào để chống lại quân Nga không hiểu là chống cái gì ở khu vực này nữa đúng không? Do vậy chúng tôi thấy một điều là cái, cái 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 kiểu của hành động của Ukraine là họ luôn bám đất, đúng không ạ? Bám bằng mọi giá và đấy cũng là một lý do mà họ bị thiệt hại rất lớn, đúng không? Những thành phố như này tôi thấy là họ phải rút về tuyến sau để mà bồi bổ quân rồi thành thành lập chiến địa chứ tội gì mà phải ở đây họ không gây được cho thiệt hại cho quân nga nó khu đấy nữa rồi. Bởi vì toàn pháo rồi là máy bay rồi uh, xe tăng họ dập như này thì làm gì còn cái gì nữa, đúng không ạ? Đấy. Quý vị xem bây giờ Marinka nó là như này nhá. Không còn cái gì cả luôn. Đấy ra cái hồ đúng không ạ? Phía trên cây cầu đấy. Toàn bộ cái cái khu vực này như này. Mà Ukraine vẫn tử thủ được. Đây là Adipka. Ngày hôm qua thì Nga bắt đầu bỏ thêm các loại bom. Thậm chí tấn rưỡi vào Adipka. Họ tấn công rất nhiều vào các cái khu vực công sự. Và đặc biệt là vào nhà máy. Uh, nhà máy than đá cộng với lại nhà máy hóa chất của Ukraine ở trong thành Adipka. Phía Ukraine cũng thừa nhận là Nga bắt đầu tấn công trở lại rất nhiều vào Adipka, đặc biệt các hoạt động về bom và pháo pháo kích của họ vào trong nhà máy đấy và khu đô thị lớn. Như vậy là cũng báo hiệu Nga có thể lại chuẩn bị sửa soạn ép vào Adipka tiếp đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nếu họ chiếm Bác mút tạm thời xong ấy thì họ lại hết việc làm, lại thất nghiệp. Cho nên họ lại phải có một dự án mới, đúng không? Mà chưa lập được dự án các thứ thì bây giờ cũng phải làm các dự án cũ thôi. Đang bế tắc nhưng mà thôi cũng phải tiến, đúng không ạ? Còn trong quá trình uh, nghiên cứu khả thi dự án mới nó sẽ mất thời gian. Cho nên tôi thấy là Adipka, Nga sẽ nhắm vào thời gian tới là một chuyện đương nhiên rồi. Đây, cũng lại là vụ tấn công nữa và người ta gọi là gì? Uh, tấn công ở Adipka mà uh, trên mạng họ gọi đây là loại mìn nhiệt, quý vị ạ. Lần đầu tiên tôi nghe thấy người ta gọi là mìn nhiệt không hiểu nó hoạt động kiểu gì nữa nhiều quý vị bảo là ông sơn ông uh, tăng cường thêm các cái kiến thức về về vũ khí đi bình luận nghe cho nó máu lửa rồi nó có kiến thức vân vân nhưng mà thú thực với quý vị là tôi đọc về các cái loại vũ khí chi tiết mà tôi cũng chịu thật đấy bởi vì cái nào đối với tôi nó cũng giống giống nhau tôi chỉ có cảm nhận nó về tính năng thôi tính năng rồi cách sử dụng uh, cái cái sử dụng ứng dụng của nó trên chiến trường khi phối hợp đúng không ạ chứ còn nếu mà đi vào sâu vào chi tiết vũ khí thì chắc là nổ tung đầu mất đây có vụ nổ vào kiev đêm qua rồi đây đấy mà chính quyền vẫn nói là đánh chặn hết vụ nổ rất to nha quý vị nhá dân người ta tuồn video cho mấy chắc là mấy ông thân nga ông ấy tuồn video cho cánh uh, săn tin các thông tin liên quan tới chính trường cũng như liên quan tới các cái chính sự xung quanh cuộc chiến thì chúng tôi sẽ gặp quý vị lại trong bản tin buổi tối cộng với những cập nhật về mặt trận đúng không? và như vậy đến ngày hôm nay thì toàn bộ mặt trận thì cũng đã ngã ngũ rồi đúng không ạ chúng ta chỉ cần nhớ lại một điều là chỉ còn một cái điểm cuối cùng nữa thôi đấy của ukraine ở trong thành phố bakhmut và nếu như mà wagner Họ uh, trong thời gian 24 giờ tới họ uh, dồn sức thì tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ bùng đúng không ạ? Và cũng kịp đối với quý vị trong cái cuộc bình chọn là trong tuần ngày hôm nay. Chúng tôi cũng bình chọn là trong tuần này mà. Hy vọng là chúng ta đã bị uh, thua, uh, thất bại trong uh, hai vòng bình chọn trước rồi. Thì chúng ta gỡ gạc lại cái vòng cuối này. Uh, cũng có một vài quý vị nói rằng là tại sao khi mà Ukraine tấn công vào Nga thì được coi là phá hoại. Còn Nga tấn công Ukraine thì không gọi là phá hoại đúng không ạ? Các cuộc tấn công phá hoại thì chúng tôi kể cả phía Nga vào cũng gọi là phá hoại mà. Nó là một cái hoạt động chiến tranh bình thường thôi. Chứ không phải nặng nề về câu chữ đâu quý vị ạ. Quý vị có thể nói là gì đi nhưng mà nó ở hậu phương ấy thì chúng ta cứ gọi đó là chiến tranh phá hoại. Đúng không ạ? Nó là một loại chiến tranh phá hoại. ấy, còn cái ý của chúng tôi về vấn đề này nó chỉ liên quan tới gì? Là chẳng hạn như là họ đánh vào những cái vụ những cái vụ liên quan tới dân sự đúng không? Như là đoàn tàu chở ngũ cốc đấy chẳng hạn như thế thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái hoạt động mà nó mang tính chất khủng bố bởi vì là nga vừa mới cho phép ukraine nối lại cái thỏa thuận ngũ cốc mà đúng không thì ngay lập tức họ lại đánh ngay vào cái đoàn tàu chở ngũ cốc thì nó kiểu như thế cũng như những hoạt động họ tấn công vào dân dân thường một cách vô tội vạ đúng không ạ ngày nào cũng có dân thường chết đấy và ảnh như video nó đầy rẫy ra đấy thì cho nên là những cái việc như vậy nó là những hoạt động mà tôi thấy nó là những cái tội ác chiến tranh Tôi không có lên án ngay bởi vì nhưng mà là bởi vì chúng ta cũng cần một cái gì đấy uh, giữ một cái không nhìn khách quan đúng không? Nhưng rõ ràng là đấy là những hành động nó không thể chấp nhận được trong chiến tranh và những cái hoạt động đó nó mang tính chất là là khi tấn công ấy, không có cân nhắc. Bạn nhớ là những cái vụ tấn công vào nhà thờ, vào công viên vân vân ấy nó không có giải quyết được một vấn đề gì cả. Chứ còn nếu như mà họ tấn công có những vụ họ tấn công vào kho đạn đúng không? Rồi là gây ra nổ mà thiệt hại cho dân thường ấy, thì đấy là điều có thể chấp nhận được. Đấy, đấy là một cái điều chúng ta phải xác nhận kỹ nhé. Còn bắn vu vơ vào chỉ để trả thù ấy, thì tôi thấy một điều là cái đó là không thể chấp nhận được, đúng không ạ? Còn nếu mà phía Ukraine mà chỉ cần một người bị mà làm sao do tên lửa của Nga, thì ngày hôm sau trên báo chí truyền thông của Ukraine và phương Tây nó đã ầm ầm lên rồi. Còn ở đây, ở Nga, ấy, các bạn thấy là Donetsk chết hàng ngày như thế, thiệt hại các thứ về dân sự như thế, chả ai nói gì cả. Chả ai nói gì, đúng không? Còn chúng tôi nếu nó là thiệt hại về quân sự, chúng tôi nói ngay đấy còn dân sự thì mình nói là lên án thì mình là cái gì đâu để lên án nhưng rõ ràng tôi thấy đấy là những hoạt động mà nó nó không cần thiết đối với ukraine và họ sẽ phải trả giá về việc đó đấy là cái ý như thế bạn nhé chứ còn không phải là mình bênh nga để mình nói là phía họ thì là, là tấn công còn phía kia là phá hoại về mặt từ ngữ nó là chiến tranh phá hoại đúng không ạ đấy là một cái điều bình thường trong chiến tranh Tôi nghĩ là cả Nga hay Ukraine, đặc biệt là Nga ấy, thì đối với những nước tử tế với họ ấy, thì họ cũng tử tế lại không kém, đúng không ạ? Thậm chí là họ còn cao thượng. Chính cái điều mà thu hút từ phía Nga là cái sự cái cư xử của họ cao thượng đối với những cái nước thân thiện với họ. Đấy. Còn lại thì tôi thấy là họ thậm chí họ còn chơi bẩn hơn đối với những nước mà cố cố ý chơi bẩn họ, đúng không? Các bạn cứ để ý mình xem. Đấy. Ok, như vậy là diễn biến trong 10 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta chỉ có thêm À, chốt lại là có thêm vụ tấn công uh, bằng UAV lần này là không có tên lửa nữa Đấy, và nhắm vào Kiev, Kiev và một số các tỉnh lân cận uh, Zitomi, Sami, Kharkov, Kramatorsk, uh, Slovian có cả son nữa, Đấy, mấy cái tỉnh như thế và cũng có thiệt hại đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta không còn nhiều phim và con số thiệt hại nó khơi khơi như những ngày trước nữa. Còn trong Bắc Mút thì uh, gần như là Ukraine mất thêm nốt 0,5% và họ chỉ còn lại một tí thôi còn hơi thở tàn trong Bắc Mút thôi. Tuy nhiên thì đến thời điểm này chúng ta vẫn phải lưu ý một điều là mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở Bắc Mút đúng không ạ? Vẫn chưa kết thúc và chúng ta vẫn phải chờ 24 giờ nữa thì mới dám nói là nó đã kết thúc theo hướng nào. Đấy là chúng tôi chốt lại cái câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thực sự vui vẻ hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.